Chào mọi người nha, mình đang ở thánh thất của tòa thánh Trung Minh ở xã Nhì Quý. Rồi bây giờ mình đi vô trong thánh thất nha. Ở ngoài là dừng xe dẫn bộ, mọi người đi xe thì mọi người dắt xe dẫn bộ vô nha. Vì nơi đây là nơi thờ kính tôn nghiêm đó mọi người, cho nên nó cần cái sự thanh yên tĩnh. Đây nè, đây có một cái bảng là sự yêu thương. Thầy là cha cả sự yêu thương. Mình thấy khuôn viên của thánh thất khá là thanh tịnh và có nhiều cây cảnh xung quanh nè mọi người. Bên trong mình thấy có khá nhiều võng, có nhiều người ở trong đó mọi người. Ở đây có cái dạng như hồi lúc trước nó là cái vòi nước nhân tạo đó, nhưng mà bây giờ bỏ lâu rồi mọi người, mình thấy nước nó đóng rong rồi. Đây người ta có trồng nhiều bông dừa cạn nè. Bông dừa cạn mình thấy trồng cũng lâu rồi cho nên nó mình thấy nó khá to. Đây có nhiều cây mai nữa nè mọi người. Và rất là nhiều cây cảnh xung quanh luôn. Thường thường chùa hoặc là thánh thất thì người ta trồng nhiều cây cảnh lắm mọi người, đặc biệt là ở miền Tây á. Còn thánh thất như chùa ở Sài Gòn á, thì ở các thành phố lớn thì cũng ít được trồng được cây cảnh nhiều. Tại vì trên đó thì diện tích nó hạn hẹp á mọi người. Mình thấy khuôn viên của thánh thất khá rộng. Thánh thất này là Hòa An Phổ Hóa, Tiên Thiên Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Ở đây có chậu hoa sứ nữa nè. Và bên trong có rất là nhiều cây cảnh khác. Ở đây dạng như có một cái chốt, giống như là cái chốt trực bảo vệ, nhưng mà bây giờ mình thấy không có còn hoạt động nữa. Này là kiểm soát người ra vô á mọi người nè, mình thấy có cái bàn nè. Có cái bàn rồi có chỗ ngồi á. Cái này chỉ cần bắt cái ghế ra, rồi cái chỗ này là lọng kính lên. Lọng kính lên là thành cái chốt bảo vệ ngay cổng rồi. Có cái bàn, cái ghế nữa là ok. Có chút bảo vệ mà như bỏ lâu rồi mọi người. Đây, các chậu trong chùa này, trong thánh thất này khá to nha mọi người. Đây, mình thấy có cái cây xanh khá lớn luôn. Trồng rất là lâu năm rồi. Và cây xanh chỗ này thì có dây dây nêu đỏ đó mọi người. Dây, mấy cái dây lụa đỏ á. Mình thấy gốc cây khá to. Cây này mình nghĩ là khoảng trên 20 năm tuổi rồi. Mình thấy có rất nhiều cây mai nha. Đây cây mai nè. Đây cũng là cây mai nè mọi người. Phía đó có cây xoài. Cây xoài ở đây. Cây cảnh rất nhiều. Đây mình đi ra đây nè. Đây có bông dừa cạn nữa nè. Đây có cái đường đi vô phía trong. Mình thấy QC nằm hướng đó mọi người. Đây là cái mộ. Mộ này được xây dựng rất là lâu rồi mà mình thấy được sửa chữa lại á. Nè, khuôn viên khá rộng, bên qua đây có mình thấy có trồng rất là nhiều dừa. Mà dừa cao không à, dừa này trồng cũng lâu năm rồi đó. Mình thấy dừa cao quá chừng luôn. Khuôn viên chỗ này còn đất trống nhiều lắm mọi người. Và hiện tại những cái cây dừa cao thì nó đang sinh trưởng rất là tốt. Và thánh thất cũng trồng nhiều dừa nhỏ bên cạnh nữa. Nhiều cái cây dừa nhỏ mà xen kẽ cây dừa cao á mọi người. Cứ hai cây dừa cao sẽ có một cây dừa nhỏ. Và có rất nhiều bông trang nữa nè. Bông trang rồi bông điệp nữa.
Đây, đây là ngay mặt tiền ở xã Nhị Quý luôn nha. Đây, cây mai rất to luôn. Thì các kiến trúc của thánh thất của đạo Cao Đài á, thường thường là có con rồng như thế này mọi người. Mình thấy các thánh thất nào cũng như vậy hết á. Đây mình thấy bên này có phần đất trống ngoài này nữa nè. Để mình đi ra bên này nha. Còn bên phía trong đó là có người ở. Phía bên ngoài đó, ngoài này có đất trống và có một cái cửa phụ phía sau nè mọi người. Vậy như cái cửa phụ bên hông á, đây nè. Nhưng mà mình thấy cái cửa phụ này là khóa cửa lâu rồi. À, cái cửa phụ này á, mình thấy thánh thất khóa cửa mà cái ổ khóa nó dạng như nó cũng lâu rồi không có được mở, sao mình thấy cái ổ khóa nó cũng xét luôn rồi. Nói chung là cửa phụ này thì đa số đều đóng ha. Đây, đây có một số chậu mai nữa nè. Cây mai đồ cũng khá nhiều, thánh thất trồng mai rất là nhiều luôn. Và phía bên trong có thuốc nam á mọi người. Mình thấy thánh thất này có cấp phát thuốc cho người dân nữa nè. Mình thấy cây cỏ rồi thuốc nam chất bao bao quá chừng trong đó kìa. Nè, mọi người thấy không? Ở trong đây có phát thuốc miệng phát thuốc cho người dân á, thuốc nam. Đây là bên hông của thánh thất. Đây có cây hoa trang màu vàng nè mọi người. Rồi mình chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.